Đây, đây là, đây cho anh em nghe kỹ nha. Đó anh em nghe không? Sọc sọc nhưng có cái tiếng sạc sạc. Xin chào tất cả mọi người đã xem nội dung video. Trong video này mình chia sẻ với các bạn một chút về cái động cơ của Honda. Ở đây là mình áp dụng đây là một động cơ 125 các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người đã xem nội dung video. Trong video này mình chia sẻ với các bạn một chút về cái động cơ của Honda. Ở đây là mình áp dụng đây là một động cơ 125 các bạn nhé. 125 thì ở đây ấy thì có các động cơ 125 Way 125 hoặc là những cái dòng 125 phân khối các bạn ạ. 125 phân khối. Ở đây các bạn có thể những cái dòng Future hoặc là MSX. Đấy. Khi mà các bạn chạy những cái máy mà sử dụng cái động cơ nó, ở đây là cái vô lăng của nó. Vô lăng này là vô lăng ốp điện, ốp mà đấy này. Thì ở trong này ấy thì một cái lỗi kinh điển của nhiều bạn gặp phải ấy, thì đó chính là xảy ra cái tình trạng là bị gãy cái cần tăng cam. Đấy. Thực ra nguyên nhân gãy thành cần tăng cam này ấy, đây là một trong những cái bộ phận gọi là nhạy cảm và bộ phận yếu nhất ở trong động cơ, và nó rất là hay hỏng cái cần tăng cam. Cần tăng cam là nó là cái cần này này. Đấy, cái cần này đó, nó rất là dễ hay hỏng, có nhiều chưa ạ? Đó, cần này, cần tăng cam, cái cần này nảy lên nảy xuống này. Đấy, cần tăng cam là cần như này này. Đó, cái cần này rất là hay xảy ra lỗi cần tăng cam, nó gắn vào kia. Thì cái cần này ấy, thì hiện tại nó bị gãy, nó tì như này này. Đấy, tì vào sức cam mà khiến cho nổ máy thì máy sẽ kéo tiếng kêu lại xoạc 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 cạch 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 cạch. Đấy, đây cái này là cái cần tăng cam này, các bạn thấy chưa, cái xích cam này đây đó, cái cần tăng cam ở cái chỗ này nó bị gãy. Đây, cái cao su này nó đỡ cái này, đấy nó đỡ như này này, nó đỡ vào cái xích cam này. Khi mà xích cam di chuyển đấy thì nó được đỡ vào trong cái phần cao su hoặc là miếng nhựa này này, thì nó sẽ giúp cho cái xích cam nó không rung lắc nhiều và nó không kêu. Và cái bánh dẫn xích cam ở giữa nó cũng vậy, nó là một cái bánh như này. Đây, đây là bánh dẫn xích cam và nó gắn ở phía giữa này. Đấy, phía giữa này nó bị mòn thì nó cũng xảy ra tình trạng là nó chạy nó không, nó tì vào cái bánh răng, bánh nó mòn hết cái bánh, nó mòn hết cái lớp cao su này, nó sẽ chạm vào cái tấm thép của cái bi này, thì nó rất là dễ gây ra những cái hiện tượng là ví dụ như kêu lạ và khiến cho máy hoạt động không được tốt. Đấy, và đây là xích cam hay người ta gọi là xến ấy. Đấy, ở miền trong người ta gọi là xến, xến cam. Đấy, cái cần tăng cam này nó đang bị hỏng thì nó mài mòn cái lớp cao su này này, các bạn hiểu không, na này, ở đây có một cái lớp cao su, và cái lớp cao su này, lớp cao su hoặc là cái đây là miếng nhựa vâng ạ,
Đấy thì nó dẫn một chạy một thời gian, nó mòn dần mòn dần mòn dần mòn dần, và nó sẽ mòn đến cái trục này. Vì hiện tại các bạn đã thấy là cái trục này nó đang bị vênh như một góc phải không ạ? Đấy các bạn thấy cái trục này nó bị vênh như một góc, và nó cái xích cam này nó đã ăn vào trục rồi. Đấy nó đã ăn vào trục rồi, các bạn thấy chưa? Nó ăn vào trục rồi. Thì nó mòn rồi. Đấy. Trong quá trình này các bạn phải thay. Đấy. Đó, thay mới thì trung bình ấy thì chúng ta không nên để xe của chúng ta kêu thấy tiếng kêu lạ và mới thay. Thì các bạn ước chừng là tầm khoảng đi một thời gian đấy, các bạn nhất là các bạn đi một thời gian thì các bạn nên thay, nên tháo vào để thay luôn cái cần cang cam này và thay cái miếng cao su này. Rồi ạ. Các bạn ước chừng, ví dụ như tùy thuộc cái điều kiện nào đến trước, ví như là các bạn chạy lâu chẳng hạn. Chạy lâu thì có thể là nó rất là vĩnh cửu. Nhiều bạn bảo là tôi dùng cái cần tăng cam này em chạy được, thậm chí là có những cái xe chạy được mười mấy năm cơ, nó còn hỏng. Thì các bạn chú ý nhá, cái tần suất cái máy, xe máy của bạn, bạn hoạt động, ví như là các bạn chỉ ngày các bạn chỉ đi vào tầm vài cây thôi chẳng hạn, 4-5 cây thôi, sau đó các bạn dừng máy rồi thì nó cái tuổi thọ những cái chi tiết máy ấy, thì nó sẽ được bền hơn các bạn nhá. Tuổi thọ chi tiết máy khi các bạn đi ở cự ly ngắn thì nó sẽ bền hơn, được chưa? Nhưng mà khi mà các bạn đi đường dài ấy, thì ví dụ như có những lúc các bạn đi tầm khoảng vài trăm km chẳng hạn, đấy thì nó rất là hay hỏng và nó nóng máy kìa, và khiến cho cái miếng cao su này nó hỏng nhanh. Động cơ nào cũng thế thôi, đi càng dài liên tục ấy thì nó rất là dễ hay hỏng nhanh các bạn nhá. Đấy, đó là cái nguyên tắc hoạt động của máy, là khi mà chạy dài thì nó sẽ hay hỏng. Đấy, nó chính xác như vậy. Và một phần nữa là khi mà các bạn chạy dài ấy, thì khi mà cái nhớt bôi trơn ấy, ví dụ như máy này, những cái động cơ máy nhỏ như này chủ yếu làm mát bằng không khí và làm mát bằng dầu thôi, chứ không có làm mát bằng nước hay là bằng làm mát bằng dung dịch ấy. Cho nên đi quãng đường dài ấy, đa số là đi quãng đường dài ấy, thì cái nhớt của chúng ta hay bị xuống cấp nhanh. Ví dụ như chẳng hạn các bạn đi một ngày, các bạn có thể là khi mà các bạn đi ấy, thì các bạn chỉ đi vài km, sau đó các bạn dừng 4-5 km, các bạn dừng lúc đấy máy chưa kịp nóng chẳng hạn. Đấy thì cái tuổi thọ chi tiết máy nó sẽ được nâng cao hơn. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn đi một cái quãng đường rất là dài, ví dụ như 100, 200, 300 hay là 400, 500 km liên tục chẳng hạn, thì lúc này ấy, thì cái động cơ của chúng ta sẽ sinh diệt rất là nhiều, và những cái tuổi thọ, những cái chi tiết máy ấy, thì khi mà bôi trơn ấy, thì cũng như là các thứ ấy, là nó có nghĩa là nó hoạt động nó nóng lên, và hệ thống bôi trơn, ví dụ như ở đây là dầu bôi trơn của chúng ta ấy, thì nó sẽ giảm tuổi thọ đi rất là nhanh khi mà các bạn chạy với cái quãng đường là khoảng vài trăm km liên tục. Được chưa? Đó. Thì rất là đấy, hao mòn những cái linh kiện vật tư, ví dụ như cần tăng cam này đó, hay học này. Hỏng nhanh nha. Đặc biệt cần tăng cam nó không phải hỏng cái cần này, mà là nó hỏng cái bánh cao su này này, và nó mòn dần dần, nó mòn đến cái tần cần tăng cam này. Các bạn thấy chưa? Đây là cái cần tăng cam. Đấy. Mòn như vậy thì nó sẽ cái xến cam cũng như là cái xích cam này này, ở bên trong gọi là xến cam ấy, thì nó sẽ vướng vào cái cần tăng cam này, ở cái cần này này. Đó, nó mòn hết cái bánh, nó mòn hết cái lớp cao su này, nó sẽ mòn đến cái cần. Đấy. Cho nên ấy, để giảm được cái việc mà hỏng ấy, thì đầu tiên ấy, khi các bạn đi xe thì các bạn chú ý cho mình là ví dụ như là đi lâu một thời gian thì các bạn nên thay đi, bởi vì các bạn tháo ra chắc chắn là nó sẽ mòn, có thể là nó chưa mòn đến cái mòn, nó chưa mòn hết cái lớp cao su, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng các bạn nhé. Nó sẽ ảnh hưởng ra dần, và khi mà nó đã mài vào cái thanh sắt này này, đã mài vào cái trục này này, trục của cần tăng cam này này, thì nó rất là dễ hại cho cái xích cam cũng như là hệ thống chi tiết máy. Được chưa? Đấy. Cho nên là khi mà các bạn cảm thấy là khi đi một cái quãng đường rất là dài rồi thì các bạn nên tháo vào để thay. Và thứ hai là khi mà các bạn đi quãng đường dài, ví dụ như bình thường ấy, tuổi thọ của cái nhớt xe của các bạn ấy, nhiều bạn bảo là 1.000 cây hay là 1.500 cây hay 2.000 cây thay, nhưng mà cũng phải tùy vào điều kiện của các bạn là hoạt động nhiều hay là ít nữa. Ví dụ như ngày các bạn chỉ hoạt động máy của chúng ta tầm khoảng 4-5 cây chẳng hạn, thì có thể là cái nhớt của các bạn dùng đến tận 3-4.000 cây vẫn được, mình dám khẳng định với các bạn như vậy. Nhưng mà mình áp dụng với các bạn là nhớt chính hiệu, nhớt chính hãng, nhớt chuẩn đấy,
Còn đối với những cái trường hợp mà các bạn chạy xe liên tục, ví dụ ngày khoảng vài trăm, ví dụ như các bạn chạy khoảng vài trăm cây chẳng hạn, ví dụ như 2, 3, 400 cây chẳng hạn, thì khi mà các bạn chạy liên tục như vậy thì máy ra sinh nhiệt và dẫn đến cái những cái chi tiết máy nó rất là nóng, và khiến cho cái chất lượng dầu cũng như là cái chất lượng dầu nhớt đấy thì nó sẽ giảm tuổi thọ đi rất nhiều, và thậm chí nóng quá nó bị cháy dầu, các bạn hiểu chưa? Nó cái chất nhớt bôi trơn của nó không có nữa, hoặc là nó giảm đi rất nhiều, cho nên là các bạn sẽ phải thay dầu nhanh hơn. Ví dụ như thậm chí là các bạn đi khoảng 200-300 cây chẳng hạn, hoặc là 500-600 cây chẳng hạn, nhiều lúc như thế kia, mặc dù tuổi thọ dầu ghi là 1.000 cây, ví dụ như các bạn đi 600-700 cây liên tục thì các bạn đã phải thay rồi, không cần phải đến 1.000 cây, phải không ạ? Còn tùy thuộc cái điều kiện nào nữa các bạn nhé. Đấy, nó là như vậy. Cái chất lượng dầu này, cái dầu nhớt này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Đấy, dầu nhớt này rất là quan trọng. Đi ít thì có thể là 4-5.000 cây thay còn được. Đó, cho nên là các bạn bảo là cần tăng cam của các bạn dùng được, có những xe dùng được 10 năm, mình công nhận là có những xe dùng được 10 năm thật. Nhưng mà phải tùy thuộc điều kiện các bạn đi nhiều hay là ít nữa, và ngắn hay là dài nữa, phải không ạ? Đấy thì nó dẫn đến cái tiếng hỏng hay là đấy nhanh, phải không ạ? Đó. Cái này thì ở đây là mình thay cái này thì vào thì nó gọi là bền vĩnh cửu luôn, phải không ạ? Thì nó không được vĩnh cửu nhưng mà nó sẽ giảm hơn. Có thể là nó sẽ không êm nhưng mà chắc là nó sẽ bền hơn. Đấy. Cho nên là các bạn kêu một tí là các bạn phải thay rồi. Đấy. Còn các bạn lưu ý là một phần nữa là khi mà tại sao khi mà hỏng cái cần tăng cam này, hoặc là nó bị ma sát vào cái trục này này thì nó làm cho cái cần tăng cam này nó bị làm sao các bạn? Nó bị xước, hoặc là nó bị những cái mảnh vụn sắt nhỏ ấy ở cái cần tăng cam này nó bị mài mòn ra ở phía lốc ở phía dưới máy này. Khi mà những cái cặn của những cái dầu thải ấy, cặn những dầu thải và những cái mảnh vụn của những những cái vụn sắt mà nó bám vào trong cái phần cần tăng cam này nó sinh ra ấy, thì khi mà cái dầu bôi trơn của chúng ta khi mà hoạt động bôi trơn ấy thì nó rất là hại cho máy cũng như là bánh răng, hoặc là hại cho động cơ nữa. Thì các bạn điều này thì nó rất là nguy hiểm. Khi mà hỏng như vậy thì các bạn chú ý là các bạn nên tháo vệ sinh và các bạn thay cái cần tăng cam này, được chưa? Đó, các bạn tháo ra các bạn sẽ vệ sinh luôn, được không ạ? Đó, thì cái này rất là hay hỏng. Đó, thực ra không hay hỏng thì cũng không phải hay hỏng, nhưng mà các bạn nào biết đấy thì các bạn nguyên lý thì các bạn có thể là nên thay thường xuyên để cho chi tiết máy nó hoạt động trơn tru bền bỉ hơn. Đấy. Còn chất lượng nhớt đấy, đối với những cái dòng máy cũ một tí ấy, thì các bạn có thể chọn những cái nhớt có độ đông đặc nó cao một chút, để ví dụ như có những cái chi tiết máy nó mòn quá nhiều ấy, ví dụ như có những cái banh răng khe rẫy banh răng nó mòn quá nhiều ấy, như cái dầu đông đặc tốt ấy thì nó sẽ làm cho kín những cái khe đấy, và nó kiểu như nó sẽ làm trống đi những cái khoảng trống giữa những cái banh răng, những cái chi tiết máy ấy, nó bị hao mòn đi, được chưa? Đấy thì nó sẽ giúp làm cho những cái khoảng trống đấy nó được săn chắc, nó kiểu nó sẽ tốt hơn là những cái dầu mà nó có độ đông đặc thấp hơn. Ví dụ như những cái chi tiết máy mới, những cái máy mới mua, những cái xe mới mua, động cơ mới mua, khi mà những cái chi tiết máy của nó mới sản xuất chế tạo ra nó còn có những cái khoảng trống giữa các banh răng nó còn khăng khít nhau, thì những cái chi tiết máy mới mà, thì các bạn cần dùng những cái dầu nhớt lại có độ đông đặc nó thấp hơn một chút, không cần độ đông đặc nhiều. Ví dụ như có những cái xe chạy 4 đến 5 năm ấy, thì các bạn nên có sử dụng những cái nhớt có cái chất lượng độ đông đặc của nó cao một chút, để nó che lấp những cái khoảng trống, ví dụ như những cái bánh răng này chẳng hạn, ví dụ như nó mòn đi chẳng hạn, hai cái bánh răng tiếp giáp vào nhau chẳng hạn. Tiếp giáp vào nhau thì nó có khoảng trống, ví dụ chẳng hạn nó có khoảng trống nhiều thì các bạn cần phải có cái nhớt có độ đông đặc cao hơn, được chưa? Còn những cái chi tiết máy mới do máy vừa chế tạo ra thì những cái khe bánh răng này nó còn kín, thì các bạn chỉ cần cho những cái nhớt có độ đông đặc thấp hơn một chút cũng được. Đấy. Đó. Đấy. Đấy là mình chia sẻ rất kỹ rồi, khá kỹ rồi, phải không ạ? Đó. Về cái video này mình thì không phải là sửa xe chuyên nghiệp mà các thứ, mà mình có vài điều chia sẻ với các bạn để các bạn có được cái hoạt động máy móc trơn tru hơn. Yeah.
Đấy. Nói chung là các bạn khi mà nó bị có vấn đề rồi thì bạn nên kiểm tra ngay, không kiểm tra ngay thì nó rất là hỏng, dẫn đến những cái chi tiết khác. Đấy ạ. Đó. Đó là liên quan đến động cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye các bạn. Lưu ý khi các bạn gắn thêm những dòng này vào lắp máy thì mình có một vài điều chia sẻ như vậy. Các bạn có một ít mỡ ở cái dầu. Ở đây là mình dùng cái mỡ bò hoặc là mình dùng cái mỡ chuyên dụng. Cái mỡ này mỡ chống nhiệt các bạn ạ. Thì mình bôi một ít vào trong cái phần là ở đây là mình có một cái các bạn có thể bôi vào bên trong máy để nhìn đây chẳng hạn. Mình cho một ít mỡ. Đấy, sau đó mình bôi mỡ vào đây. Bôi mỡ này vào đây để tác dụng là làm kín cái dòng khi mà mình gắn dòng vào, và gắn dòng vào thì nó cũng đỡ bị xô lệch. Đấy. Ví dụ như ở đây là mình gắn cái này, mình gắn vào phía bên trong này chẳng hạn, thì mình có thể bôi mỡ trực tiếp vào trên cái dòng này cũng được. Đấy. Mình lấy một ít mỡ. Đây, bôi mỡ trực tiếp vào trên cái dòng này. Đó. Các nhớ ý ạ. Đấy, bôi trực tiếp vào, bôi hết vào xong để nó kín. Sau khi bôi kín rồi, các bạn, mình sẽ gắn vào. Mình sẽ gắn vào này. Đó. Thì nó vừa dính ở trên main luôn. À, nó vừa dính ở trên mặt máy luôn. Đấy. Sau đó các bạn có thể bôi tiếp qua mặt tiếp theo. Bôi mặt tiếp theo các bạn có thể bôi bôi vào đây luôn này. Bôi vào cái này hoặc là các bạn bôi trên mặt máy này, cái mặt máy bên 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 này. Đấy. Cái mỡ này nó sẽ tác dụng, cái mỡ này là mỡ, cũng là mỡ chịu nhiệt, cũng là mỡ làm kín hơi kín kín giữa các răng với nhau. Chắc tốt rồi. Sau khi cho vào đầy đủ này cái này lắp lên mà.